ok, Su ngồi dậy. À. Su ơi, Su. Su ơi. Mẹ gọi kìa Su. Sáng nay coi như là chăm chú chụp hình quá, mẹ kêu không nghe nè. Rồi. Bước ra đây mẹ. Đi ra mẹ đi, mẹ may đồ cho kìa. Lên, bước ra đây. Đi ra. Su, bước ra đây, mẹ may đồ cho. Đi lên. Su, bước xuống, bước xuống. Bước xuống đây. À. Rồi, lại mẹ đi. Vô đây, tới đây mẹ giới thiệu. Xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đến với kênh Chú Chó Đi Hai Chân. Hôm nay mọi người biết gì không? Mình là người nhà thiết kế, còn đây là người mẫu nè. Đó, rồi mình chuẩn bị để may cho một người mẫu có 102 đây, một bộ đồ đó mọi người, một bộ đồ ca sĩ. Ca sĩ luôn hả? Trời ơi. Thằng nghe nó may đồ nè, héo hay héo hức lắm nè, dễ thương không? À. Nhìn mặt nè. Đâu rồi, bây giờ mẹ cho Su ngồi vô một cái chỗ nào đi rồi mẹ giới thiệu cho mọi người biết là bộ đồ nó như thế nào nha. Con ngồi xuống đây. Nha. Rồi. Mọi người ơi, mình sẽ may cho Su những cái vải đây nè. Vải kia bóng ché nha cho mấy cô ca sĩ nha nè, để cho Su bận lên, để cho nó nổi bật lên đó. Nó tôn cái vẻ đẹp của Su lên đó. Chô cha đó. Cái vải nó đẹp dữ mẹ. Đó mẹ đưa con xem thử, mẹ đưa con một miếng con xem thử để cho con cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đó thì đây nha mọi người, cái vải của nó bóng như thế này nè. Vải đó là vải dành cho ca sĩ thôi đó, chứ bình thường là không ai mặc vải đây đâu. Ca sĩ người mẫu. Người mẫu có 102 đây mọi người ơi. Đây nha, con đứng ngồi im để bây giờ mẹ đo nha. Đó đo thì đo cho con nha. Bây giờ là công đoạn mẹ mình sẽ đo cho Su nha anh em. Cho Su đứng ngay chỗ cái chiếc máy bơm để giới thiệu chiếc máy bơm của hãng nhà luôn. Đó đây, đưa mẹ đo cho. Su cha. Mẹ đo để cho con một bộ đồ thật đẹp nha. Nghe thấy tới mày may đồ là mừng lắm. Mừng thích lắm. Đó, anh em, bây giờ mày đo đây, mày đo, mày nói cho mọi người biết đây. Mày may cho một bộ đồ, một cái quần riêng và một cái váy riêng. Đó là mày đang đo cái vải. Mày phải giới thiệu cho mọi người đây. Đây là mày đo cái áo, mình đo cái áo nè mọi người. Đó là mày đang đo cái thân hả? Đo cái áo, bây giờ mày lấy cái thân dài là mày lấy dài của Su là 27 đi. À, dài 27. 28 đi. Đó, ghi vô. Dài là 28. Đứng lên cho mày đo đồ cho nó. Tí nữa mày lo xong mày bận rồi mày thử cho nó đẹp nha. Rồi mày lo cái tay thẳng lên. Đó mọi người ơi, mọi người có thấy cái người mẫu nào mà nó lại kỳ vậy không? Cái tay là 25, con đứng im đó nha. Tay 25. Tay 25. Rồi, tay 25. Rồi bắt đầu đưa mày đo cái ngực. Cái ngực là vòng 1 đó mọi người. Đó, ngực đó anh em. Đây nha, vô ha, cái phòng 1 thử mấy bao nhiêu đây. Đó, mẹ đưa số ra cho mọi người cùng xem luôn. À, 44. Ngực 44. Ngực hơi bị to luôn anh em à. Ngực 44. Rồi. Trời ơi, con đứng thẳng lên để mẹ may cho thật đẹp nha con nha. Và tí nữa con bận. Mẹ may xong rồi con bận con thử cho cô chú xem thử. Là con bận bộ đồ của mày, mẹ may đẹp không nha con. Đó, rồi bây giờ đến đo cái eo. Bây giờ đo cái eo nè mọi người ơi, cái eo của người mẫu gì đây? Eo 40 15. Eo 45. Trời ơi, cái eo với cái ngực nó bằng nhau anh em à. Rồi. Đứng đây ngang xong rồi, đứng. Rồi, đo mông nữa đó xong. Đó, bây giờ mày đặt cái quần. Đặt cái quần hả? Cái quần nó riêng. À, quần nữa anh em à. Mọi người ơi, mình may cho Su đây, cái là cái quần bát, quần ống bát á. À, quần xịn ghê ta. À, cái quần dài 37. À, quần dài 37. Quần 37 nè. Đó. Bây giờ đo cái mông. Mông. Cho con trai anh em thấy không? Su là nói chung cũng có số đo hết nha anh em. À. Cái mông này được đo cho chính xác cái con, mày đo là bật vô là nó chặt đó nha con. Chết cha rồi, cái mông sao nó nhỏ hơn cái bụng ấy rồi. Cái mông có 39 nè. 39 hả? Thành cái hình chữ V. Chữ V rồi. Đó thì hôm nay là mình quay cho anh em xem thử là cái một ngày mà may cho Su ra bộ đồ là sẽ như thế nào đó anh em à. Đây nha mọi người. Đó thì bây giờ là cái công đoạn cắt may cho Su nè mọi người ơi. Đó. Đây mẹ đang làm gì mẹ? Đây bắt đầu mà mọi người ơi, bây giờ mình đang đến công đoạn để mình cắt cho Su để lên một bộ đồ nè. Đó thành thử là người mẫu với lại nhà thiết kế này bắt đắc dĩ nên vừa may vừa nghiên cứu thì nó hơi bị lâu một tí. Đó, nó không phải chuyên nghiệp đó. Hết chị ngồi chị coi mẹ mình cắt mà chị buồn ngủ luôn anh em à. Đó. Đây đó xong đó mình cắt những cái này xong rồi bắt đầu là mình lên mình mới may.
may xong bắt đầu mới cuốn biên xong rồi bắt đầu mới thử cho su để chỉnh sửa những cái gì mà nó xấu đẹp gì đó, mình còn làm thêm lại một tí nữa. Châu cha, anh em thấy không, người mẫu cứ ngồi đã đợi nè. Người mẫu tối qua có ngủ không vậy mà sao con mắt nó liêu hiu luôn kìa, dễ buồn ngủ kìa. Đó, anh em có thấy không, đây mình cắt đó, những cái đường cắt của mẹ mình này đó, rất là đẹp luôn anh em à. Tên đó, xin chào mọi người quay lại nha. Đó thì bây giờ là mẹ mình đã lên công đoạn may cho su rồi đó anh em à. Trời ơi con kìa, su sướng nha, su là sướng nhất cuộc đời này luôn á. Đây mọi người ơi, bắt đầu mình đang may cho su mấy cái áo bộ đồ cho su đây. Nhưng mà cái người cô người mẫu đây này ngồi chờ mà để cho mình may cho xong bộ đồ mà hí he hứa hững nha nè, mọi người thấy dễ thương không? Con ngồi con chờ đi ngang rồi mẹ may, tí mẹ may xong rồi con thử nha. Tao mày quay su ở đây đi chứ su ngồi su lơ đi đâu rồi kìa. Mọi người không thấy su kìa. Thấy không? À đúng rồi. Con chào cô chú đi nè, cô chú ơi, su đang ngồi để chờ mẹ su may cho su một bộ đồ mới nè. Tí nữa rồi à. Mình may xong ra tí nữa rồi mình sẽ đưa cho mọi người xem là su bận đẹp như thế nào đó. Trời ơi, anh em thấy chưa? Su chuẩn bị có thêm một bộ đồ mới nữa rồi đó. Mọi người ơi, đi nhà thiết kế và người mẫu bắt đắc dĩ đây. Đâu mẹ đang may cái đây là công đoạn gì vậy mẹ? Đang vô sườn cái quần. À đang vô sườn cái quần hả? Mình may cho su cái đây là cái áo cái quần liền nhau để su bằng nó khỏi bị tuột á. Rồi mẹ có may được cái nào chưa? Mẹ cho mọi người xem đi. Rồi để em may xong rồi bắt đầu rồi mẹ mới đưa cho coi được. Còn vô bên mà mình vô một bên nữa cho nó xong hoàn chỉnh luôn á mọi người ơi. Đó thì hộp mà mình để su may như là đến mấy tiếng đồng hồ rồi đây. Mà chưa xong đây. Bây giờ mày làm gì mẹ? Mọi người ơi, bây giờ mình may bộ đồ xong rồi, đây là phía sau của cái bộ đồ của su này. Xong rồi mình xẻ đi, xong bắt đầu mình làm những cái dây lên này cho nó giống như nó có một cái điệu đà phía sau này. Đó những cái dây này là mình sẽ luồn vô đây để cho nó ra những giống như là những con rít á. Chu gia modern quá mẹ ha. Con rít phía sau á, nó vừa điệu đà mà nó vừa modern. Mọi người thấy chưa? Đây nè mọi người. Đó từ mình để con chỉ. Đây nè mọi người thấy không? Nó thắt vào đây nè. Rất đẹp luôn. Trời ơi, cầu kỳ ghê chưa? Con này sâu nha. Mình làm phía sau nè. Đó, nó ra những cái đang cái chéo vậy đó cho nó dễ thương. Đây là phía sau, còn đây là phía trước mình kết hoa. Thấy hoa không? Đây là hoa này mẹ mình kết cho su đó. 2000 years later. Ơi. Sao đẹp quá đi mà. Đó thì mọi người có thấy không? Cái đây á là một cái váy khác nữa. Thì
thì lần sau mình sẽ lên cho anh em xem. Còn bây giờ là Su sẽ lên cái váy đấy đầu tiên nha. Nè mọi người ơi, mình mua một sắp vải nhưng mà mình may được cho Su hai cái á, một cái đầm mà xè mà kéo đuôi rồi một cái bộ đồ này. Đó. Đây này, đó. Phải mình làm được hai bộ đồ lận, 2 kiểu lận. Rồi bây giờ mẹ mẹ mặc cho Su đi. Để Su bận cho cô chú xem thì nha con, đẹp không nha con. Đây đây, người mẫu sẽ lên đồ đây. Trời ơi. Đây mà bận nha. Đó anh em. Mình may cái kiểu này thì nó hơi modern cầu kỳ một tí. Bận thì nó hơi cầu kỳ một tí nhưng mà bận lên chắc đẹp lắm mẹ nhờ. Mọi người xem thử khi mà em Su bận vô thử có dễ thương không nha. Trời ơi. Thì có những cái gì rồi ý kiến này để mình có thể mình góp vô thêm để mình may cho em cho nó phong phú lên á. Đó, mọi người có thấy chưa? Đây cô ca sĩ. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Cô ca sĩ có 10, người mẫu có 102 đây. Trời ơi, sao đẹp dữ vậy ta? Mọi người thấy không? Có cái cô người mẫu nè mà có số đo 3 vòng mà từ trên xuống dưới dưới thành hình nè. Hình chữ S. Chữ S. Đó, anh em thấy không? Đó, bây giờ mẹ phải dây. Những cục dây là như thế này, như thế này. Cục dây để cho vô nó mới điệu đè lên á. Đó. Đó mọi người thấy không? Rất là cầu kỳ luôn đó. Đó, mình phải làm lên để cho nó chịu. Nó hơi cầu kỳ một tí nhưng mà bận lên là nó màu đen. Xinh lắm nha Su. Đó. Mỗi lần mình mà nói thử đồ anh là Su đứng im để cho thử đi. Trời ơi, sướng quá ha. À, để mẹ mình cột xong rồi bắt đầu là mình sẽ dẫn Su đi biểu diễn cho mọi người xem nha. A few inches later. Trời ơi, đẹp chưa này cả nha. Đó, cả nhà có thể thấy được không? Rất là chi là đẹp luôn này. Trời ơi, như là người mẫu vậy đó. Đó, mọi người có thấy chưa? Thấy cái độ vung xì chưa? Đó, đẹp. Hai mọi người thấy dưới chân không? Rất là đẹp luôn này. Đó, hai bát nè. Wow. Đây là mô đen nè. Trời ơi, coi mô đen nè. Rồi, bắt đầu con đi ra đây. Mẹ coi thử. Rồi, bây giờ mẹ cầm đi. Rồi. Ở đây, mẹ quay cho anh dẫn em đi. Đây nha mọi người. Cô người mẫu Su Su Vlog đây. Bây giờ Su Vlog sẽ biểu diễn cho mọi người cùng xem những bước cắt quốc của Su nha. Rồi kìa. Rồi từ thôi. Lấy cầm quá. Rồi đi. Rồi dạ, đứng lại. Ơi, chưa? Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Rồi đứng lại. Đi xem lại nè. Đi đi nào. Rồi đi từ từ thôi. Đi từ từ nào, đi đây. Rồi đi vô lại. Đi quay đây cho mọi người coi cái mông đít coi. Mông đít. Rồi đi vô. Dễ thương không? Coi cái đồ ché. Rồi đi ra lại. Đi từ từ thôi, giỏi. Đây nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình đeo cái kính cho cái cô người mẫu đây nha. Đây, mọi người ơi, xinh không nè. Mọi người nhìn thấy nhận ra ai chưa? Đây đây đi người mẫu, đi xuống. Cô người mẫu. Rồi đi từ từ thôi. Xuống đi từ từ. Oh, yeah. Rồi đi lên. Cô người mẫu. Rồi, đứng lại. Cô cho chạy nhanh quá. Đợi anh với. Kịp luôn. Đợi với. Đi đi nè. Xịn không? Đẹp không? Đó. Đây là ngôi sao của Việt Nam nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn nè, rất là ngầu luôn đó. Đó, thì hôm nay là mình xin giới thiệu tới tất cả mọi người một cái bộ đồ mới của Su. Đó, mọi người mà xem clip của mình mà thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký và đừng quên chia sẻ để ủng hộ chúng cháu đi hai chân ngày càng phát triển nha mọi người. Ok.